Hi, chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì nay có mấy con máy ngàn điện cầm tay ha, thì quay chia sẻ đến tất cả các bạn xem. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình với số điện thoại là 0344 301 372 hoặc là số điện thoại trên tiêu đề ha. Rồi, đầu tiên đâu? Số 1 đâu? Đây anh em, con số 1 ha, một con số 1 là con máy mài gốc của Boss ha. Con này thì rất đẹp luôn, số 1 giá 500 ha. Đó. Boss luôn, con này điện 100V nha anh em. Con này công suất 600W nha. Đó. Rồi, test đi. Đây đi chơi nó lành hết nha anh em. Rồi, con số 1 giá 500 ha. Anh em lưu ý nha, giá trên đây là chưa bao gồm ship ha. Anh em chuyển khoản sẽ bao ship. Rồi ha. Tiếp theo con số 2. Con quay mini ha, con này phay 6 ly, con này công suất là 380W ha, con này điện 100V rất là đẹp luôn, của Makita 750, con này quá rẻ. Tiếp theo con số 3 ha, con số 3 là con cơ lộng, con này có điều tốc nha nè, có lưỡi không, con này có điều tốc nha, mất có lưỡi nha. Con nào mà có điều tốc thì anh em về anh em có thể là lộng gỗ lộng sắt được ha, vô tư ha, để vệ sinh lại được. Rồi con này giá 600 nha, con số 3 giá 600. Tiếp theo con số 4 anh em, số 4 là con mài khuôn của Makita Hitachi, con này thì công suất là 430W ha. Con này tay cầm rất là ok đây. Đây. Con số 4 giá 600k nha anh em. Đó, cầm rất là chắc tay luôn ha. Và con này cũng ngoại hình rất đẹp nha anh em. Rồi anh em, tiếp theo anh em, cái con này con gì không biết nữa, trà nhám nha anh em, trà nhám, cục nhám trà bá nè, còn á, rồi giờ hết cục nhám này rồi gắn cục nhám khác vào, bó tay luôn không biết luôn nha anh em, bán gì nha anh em. Đó. Rồi con số 1 con đầu tiên đúng không? Này như tiền vậy, con này giá 600 nha anh em, con này anh em mà trà rất là ok luôn nè, nhưng mà quan trọng là cục nhám này mua có hay không nữa. Đó. Quan trọng cục nhám này nè. Đó. Em dặn cái này ra, em rút cái cục này ra nè, quan trọng cục nhám này đâu có không biết nha. Con này thì điện 100V anh em, nó chạy tốc độ là 6.000 vòng trên phút ha. Đó. Con này 480W ha. Con này rất là độc luôn. Cục này dầu không trong đây. Rồi. Tiếp theo mấy con máy mài khuôn đây anh em, 500 một con ha, 500 một con. Đó. Máy mài khuôn thì mình bao ship nha anh em, tại này xưa mình bán bao ship rồi nên mấy con này bao ship nè, mài khuôn nè. Đó, 500 một con bao ship. Con này quay qua đi. Test thử một hai con đi. Không thấy nhiều anh chưa coi. Mày khuôn này, con này còn mini ha, con này thì mới thì nó khoảng 1.6-1.7 của Makita ha, nhưng con này điện 100V lại rất là im luôn nha anh em. Đó. Con này thì anh em biết rồi ha, model là gì đâu rồi, con này mấy con này chủ China xuất Nhật nha. Đây model đây anh em, model là GD0603 ha, nó chạy tốc độ 28.000 vòng trên phút ha. Đó, điện 100V, công suất là 240W. Đó. Chung luôn có mấy cái da bằng. Mấy con này là 500 một cây bao ship ha. Con này mình còn một mớ nữa mình chưa đem về, nó khoảng 40-50 con gì nữa. Rồi. Tiếp theo 6-7-8 là mấy con bu lông nha anh em. Đây con số 6 bu lông, con này của Makita ha. Đó. Con này thì giá 800 nha anh em. Đây con model là 6904. Ha. Đó. 6904, công suất là nó 330W. Rồi, test đi.
bán 800 rẻ quá rẻ rồi. Con này có hai tốc độ nhanh chậm nữa ha. Rồi tiếp theo bu lông của Hitachi, con này cũng 800 luôn nha anh em. Con này thì đầu kẹp đầu 34 nha, đầu 34. Nghe nó không có lực mà con này. Rồi tiếp theo anh em, con số 7 là 800, số 6 800, số 8 là 600 nha. 8 dây dài khủng bố luôn anh em ơi, quá trời dài luôn ha. Mày, đầu này tại mình lười đánh lên, mình đánh lên thì cũng tương đối đẹp ha. Đầu đầu kẹp 1-2 nha, ở đầu tiếp tấp 1-2 ha. Đó. Con này của Hitachi. Đây. Gì kìa. Chạy con chiều à. Rồi cò bị dơ rồi, chạy con chiều à anh em ơi. Ha. Con này anh em nào lấy thanh lý 400 luôn, khỏi suy nghĩ. Anh em về vệ sinh cái cò ha, cò này nó dơ rồi, 400k luôn thanh lý. Được bán như vậy luôn nha. Đó, giờ đang chạy một chiều nè. Đó, cái cò bên đây không ăn nè. Rồi, 400k, số 8 thanh lý. Rồi, tiếp theo số 9 anh em. Số 9 là một con 9 11 12 là một lô khoan ha, khoan mini ha, khoan cầm tay. Con này khoan boss ha anh em. Con này thì đầu kẹp nó 13 ly. Ha, đầu tự động ha, con này có đi tốc ha. Tạo chiều đi tốc đầy đủ nha anh em. Con này anh em khoan tường được luôn nha. Đầu có búa khoan tường nha. Đó, anh em thấy nó đây nó nè. Rồi, con số 9 700. Tiếp theo anh em. Tiếp theo con số số 10 ha, con này 600 ha, con này của Makita M18, con này khoan đầu kẹp 10 ly nha. Đó, con này có đi tốc. Đi tốc ha, con này có búa luôn, chức năng búa luôn nha. Đó. Rồi. Con này cũng của Makita luôn, MB3720, con này điều tốc đảo chiều đầy đủ luôn nha anh em. Con này giá 600 nha anh em. Con này thì hơi xấu hơn nè. Này giá 500 nha, đảo chiều điều tốc đầy đủ luôn. Con này anh em mà gắn với cái mũi khoan là 6 tỷ ly vậy, anh em ngồi là rất là ngon nha, tại nó vừa tay cầm tay bắn vít ha, bắn vít cũng được luôn nha anh em. Đó, tại có điều tốt anh em bắn vít rất là dễ dàng ha. Rồi theo đây qua. Rồi một con máy mài khủng long luôn, khủng bố luôn anh em ơi. Con này của Hitachi nha. Đó, con này đá là 205 nha. Đó, anh em thấy nè, con này model là BDH205A. Con này thì nó chạy tốc độ là 6.000 vòng trên phút nha, điện. Con này một pha 200V nha anh em. Anh em lưu ý con này điện 220 nha. Điện anh em xài cắm 220 chạy bình thường nha. Đây nè anh em thấy nè, một pha 200V nè, đó, 1330W. Bởi vì con này anh em xài điện lưới nhà ha. Đó, con này giá 1.600.000 nha anh em. Con này dây cũng rất là dài luôn. Tháo cái con này về điện 22 á, điện 22. Tháo dây này ra nè. Để mình ghim điện 22 em test con này thử cho anh em xem ha. Con này giá 1.600.000 nha anh em. Mới nó khoảng 8 triệu con à. Ha. Này rất là hiếm luôn. Rất hiếm luôn anh em. Đút mấy hơi ra. Em test thử cho anh em xem. Hồi trước còn một lô nhám máy rung đồ cũng rất là nhiều luôn em. Tiếp theo anh em. Tiếp theo một cái con máy máy cưa lộng ha, cưa lộng này của Makita ha. Con này thì anh em mình sẽ tặng anh em cái lưỡi ha, giá 750 nha anh em. Con này model là JR3000V ha. Đó, con này 620W. Con này có điều tốc nha.
YouTube có cò luôn nha anh em. Đó, bấm mạnh chạy mạnh, bấm nhẹ chạy nhẹ nha. Con này mình sẽ tặng anh em một cái lưỡi nha. Cái lưỡi để anh em lấy cái mẫu đó anh em mua nha. Rồi, tiếp theo con Taro nha. Con Taro này là 6 ly. Taro, cái tô 6 ly của Makita ha. Con này Taro này có điều tóc không ta? Chắc không. Không. Taro này không có điều tóc nha anh em. Đó, con này giá 650. Rồi được. Tiếp theo con nhám rung của Makita ha. Con này thì model là BO4552. Con này 160W anh em. Con này giá 400 ngàn nha. 400. Rồi tiếp theo mấy con nhám rung này của Hitachi Ryobi nè. Mấy con này chạy rất là im nè. Nó nhỏ ha. Im nữa ha. Con này thì điện 100V hết nha anh em. Giá 400 một con. Hai con ha. 20-21. Rồi tiếp theo con này là nhám rung từ ha. Rung từ. Con này thì 600k ha. Rung từ của Ryobi ha nè. Rồi test ra. Từ nó chạy im lắm nha nè. Từ thì chạy rung rất là im nha. Mấy chân cao su này nó gơ hết hai chân rồi nè. Hai ba chân nó gơ, hơi gơ rồi ha. Đó, không còn nguyên vẹn. Ok. Tiếp theo nhám xoay anh em ơi. Nhám xoay con này thì của Evalu gì nè. Con này 400W nha. Anh em dán nhám xoay tất vô đây anh em xoay như xoay nha. Nó giống con boss đó, nó có cái đầu hút bụi ngoài này. Con này giá 600 nha anh em. 500 nha. Cái hàng trên đây giá chưa bao gồm ship nha nè, lưu ý. Rồi tiếp theo hai con nhám rung của Makita của Boss đây. Mấy con Boss này rất là ok, đây có cái đồ hút bụi luôn nha anh em. Đó. Đồ hút bụi nha, rất là ok. Con này thì giá 750 nha anh em. Đó. Đây, con này là GSS23E-MF nè, professional nè. Rồi, test đi. Con này mắc cái kẹp nhám mà để mình đem ra ngoài. Này mất cái kẹp nhám rồi anh em ơi. Con này mất kẹp nhám rồi, tính con này đi. Con này giá 750 nha, con này mình con 25 mình để ra ngoài đi. Rồi ok. Tiếp theo con số 26 anh em, con nhám rung của Makita ha, con này rất là đẹp luôn. Con này model là con này 520W, model là 9116912 ha. Đó. Rồi, test đi. Con này rất đẹp nha anh em, 750 con này. Sức rất mạnh nha. Rất là ok. Rồi. Rồi, tiếp theo số 27 anh em, con máy mài hay đá. Máy mài hay đá, con này thì đá 150 ha. Mini ha anh em. Đá 150, con này chắc chắn là của Taiwan xuất Nhật rồi. Rồi, test đi. Con này thì có một cử nha anh em. Ok nha. Mấy cặp tè nó siết không chặt nên nó hơi kêu nha. Còn lại máy chạy ok nha nè. Mấy cặp tè siết cái ngốc trong đó gọi là cứng nha. Rồi, con này giá 750 nha nè. Giá này chưa bao gồm siết đó nha nè. Rồi. Tiếp theo một con máy cắt lưỡi 190 của Makita ha. Lưỡi của Makita luôn nè. Con này có cử luôn. Con này giá 1 triệu nha anh em. Đó, có cử luôn nha, khuyến mãi cái cử luôn. Lưỡi 190 luôn, ngoại hình cũng khá đẹp luôn nha. Đây, model ở đây. 5816 CBA ha. Con này 1050W ha, nó chạy tốc độ là 4100 vòng trên phút. Đó. Lưỡi 190. Rồi test đi. Quá ngon anh em. Khởi động mềm ha, thắng ngon lành nữa ha. Lưỡi zin luôn nha anh em, để mất in da băng luôn nè. Nè anh em thấy nè, mấy in da băng đó, lưỡi Makita luôn. Rồi. Giá 1 triệu nha, con số 28. Tiếp theo số 29
29, con này giá 500 nha, con này của Hitachi 165. Rồi. Con này đẹp nha, con này chắc không có thắng đâu. Có không? Ồ, thắng ngon lành luôn anh em. Giá 500 cực kỳ mềm rồi nha anh em. Tiếp theo một con Makita số 30 ha, con này thì lưỡi 190 hay nhiêu à. Đâu tiêu không thấy để. Con này lưỡi 180 anh em. Rồi test đi. Con này nó chạy hơi ồn nha. Giá 800 ha. Để ba quay video cái con. Rồi. Rồi, tranh thủ ba quay video xong rồi về ha. Tiếp theo con số 31. Con này thì của Ryobi ha, con này 750k ha. Con này có đèn luôn nha anh em, 165. Có đèn nè anh em, thấy có đèn nè ha. Rồi, test đi. Thắng ngon lành nha. Rồi. Một con móc cảnh nè. Đợi mình xíu, mình giờ cái đèn vô đây nó bị chói cái đèn. Một con móc cảnh của Hitachi rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn, phải nói rất đẹp nha anh em. Con này model là BG2521B ha. Con này móc cảnh được bề ngang được 46mm ha. Đó. Rất là đẹp luôn anh em, có cử đầy đủ ha, dây điện zin luôn. Rồi test đi. Thắng ngon lành luôn anh em. Rồi. Con số mấy à? 32. 32. Con số 32 900k. Rồi, tiếp theo là con máy cưa xích và máy cắt cành nha anh em. Cưa xích và máy cắt cành. Rồi. Một con máy cưa xích. Con này thì rất là đẹp luôn anh em. Nó màu vàng rất là đẹp ha. Lam và lam khoảng chắc khoảng 2 tấc mấy 3 tấc gì đó. Điện 100V nha anh em, đó 30mm gì đó. Rồi test đi. Chạy ok nha anh em. Con này giá 833-800. Tiếp theo một con Shidewa. Shidewa con này, con này anh em có thể mài lưỡi tự động nè. Đó, mài lưỡi tự động ở đây nha. Rồi, test đi. Con này giá 800 luôn. Tiếp theo con 35 ha, 35 con Shidewa này, con này phun nhớt tự động nha anh em. Con này phun nhớt tự động nè. Con này công suất luôn 1300W luôn ha. Đó. Đây, con này giống cưa trực tiếp quá vậy. Con này lơ mơ giống trực tiếp quá ta. Hình như trực tiếp rồi mày ơi. Ok, con này mình sẽ coi lại ha, bán giá 900, không biết trực tiếp hay không, nhưng mà chạy tốc độ nghe ghê quá anh em ơi, rất là nhanh luôn ha. Con số 35 900 luôn. Đó. Rồi, tiếp theo mấy con kỹ cành mini, một con kỹ cành ha, mini con số 36. Con này thì siêu mini luôn, giá 2,250. Đó, anh em về kể hàng vào. Rồi. Tiếp theo con số 27. 37 chứ, 36, 37. Con này của Makita nha. Qua hai rút ra. Đó, con này làm dài khoảng 5 cái tấc gì đó. Là rất là ok luôn nha anh em. Hai ba con nữa là xong anh em ơi. Con số 38 giá 400 nha, con này của Makita. Rồi. Số 39 của Makita luôn anh em, giá 400 luôn. Em cắt cành này mini anh em về cắt nhà rất là ngon là lành nha. Rồi, con cuối cùng, con này anh em mới đáng mua nè, con số 40 nè, con này chạy cực kỳ im. Con này của Nationan ha. Nationan. Đó. Nha, con này chạy cực kỳ im nha anh em, cắt rất là đã luôn. Đó. Giống như nó gắn cái motor từ ở đây thì phải, mình chưa tháo ra không biết, nhưng mà nó chạy cực kỳ im, không phải như mấy con khác ha. Rồi ok, thì hôm nay video mình lên bao nhiêu ra hàng đó anh em. Để anh em nào có nhu cầu con nào thì liên hệ mình ha. Số điện thoại mình sẽ để trên video, anh em chốt được con nào thì liên hệ mình ha. Lưu ý ha, cái hàng này là giá chưa bao gồm ship ha, trừ mấy con máy mài khuôn nha anh em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.